Khán giả thân mến, mọi người biết đây là gì không? Nhìn giống như là một cái chiếc nón phi hành gia. Và hôm nay thì chồng sẽ làm một cái video để trải nghiệm là đội chiếc nón này, mà chồng sẽ lặn xuống biển để ngắm san hô đó quý vị. Hôm nay thì chồng sẽ lần đầu tiên mà chồng sẽ cảm nhận là cái này nè, đội vào đây rồi xuống biển, mình vừa ngắm san hô, mình vừa cho cá ăn để chồng trải nghiệm cái dịch vụ này. Thì nghe nói là cái này là đã lắm, VIP lắm. Rất là nhiều người đã tham gia cái trò chơi này. Và trọng cũng là muốn là mình trải nghiệm một cái cảm giác này. Lặn một lần xuống biển, mình mở mắt mình xem cá như thế nào, mình cho cá ăn như thế nào. Và sau đó thì trọng là khi trọng lên bờ, trọng sẽ cho mọi người biết một cái cảm nhận thiệt sự của trọng với mọi người, với các quý vị khán giả là mình có nên sử dụng cái dịch vụ này hay không. Và nó sướng như thế nào và nó khổ như thế nào khi đội cái chiếc nón này xuống biển. Mọi người cùng theo dõi hết cái video này với trọng nha, để cùng với trọng trải nghiệm. Trọng hứa rằng là trọng sẽ trải cho quý vị một cái cảm nhận chân thật nhất về cái dịch vụ mà đội chiếc nón phi hành gia này xuống biển ngắm san hô. Dạ, trước khi mà đi trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển thì cho em xin một tí thời gian thôi, em hướng dẫn an toàn khi mà đi trải nghiệm. Dạ, một khi đặt mũ vào vai thì hai anh mình thì vui lòng cứ việc hít thở bình thường như là ở trên bờ giùm em. Dạ, cứ hít thở bình thường. Dạ, một khi một tí hướng dẫn em sẽ đưa hai anh mình xuống độ sâu thì áp suất nước sẽ thay đổi làm cho mình ù tai như đi máy bay thôi ạ. Cảm thấy ù tai, em sẽ hướng dẫn cho mình hai cách xử lý vấn đề ù tai này. Cách đầu tiên là nuốt bọt liên tục vào giùm em. Dạ, nuốt liên tục vào. Mình đã nuốt nước bọt mà tay mình vẫn còn ù thì vui lòng dùng tay mình cứ đưa dưới lồng ngực lên, bóp mũi, ngậm miệng và thở mạnh ra giùm em. Để cho hơi nó nén ra tay mình. Dạ ok không ạ? Em mời hai anh làm thao tác giùm em nha. Dạ. Và khi xuống dưới mình sẽ không nói chuyện được với hướng dẫn bên em nữa. Anh hai anh vẫn nói được ca hát được nhưng không ai nghe được cả. Dạ, mình sẽ có bốn cái hiệu để giao tiếp với nhau. Đây là hiệu ok. Dạ tốt. Dạ, nếu hai anh mình không thấy không ok, lắc tay nha. Không ok. Đây là cái hiệu đi lên. Đi xuống. Vui lòng hai anh đứng thẳng lưng đi bộ bình thường như là ở trên bờ giùm em nha, không bơi hay là nhún nhảy giùm em. Dạ. Rồi hai anh còn hỏi em vấn đề gì nữa không ạ? Ok, mình đi trải nghiệm thôi. Kính thưa quý vị khán giả, đây là những cái chiếc nón mà gọi là giống như là những cái chiếc nón phi hành gia bây giờ là chưa đội được. Mình phải xuống nước rồi mình mới đội tại vì nó rất là nặng. Bây giờ thì điện thoại của trọng sẽ không mang xuống nước. Thì chỉ nói vậy thôi. Rồi trọng khi mà trọng xuống dưới thì sẽ lấy những cái hình ảnh từ bên công ty du lịch thì họ sẽ gửi cho mình. Về lên trọng sẽ cảm nhận với mọi người. Cái bình này mọi người, ôi trời mẹ cha ơi, nó nặng dã man lắm mọi người. Kinh khủng luôn á. Nhưng mà xuống nước thì chắc nó nhẹ hơn. Rồi bây giờ thì mọi người hãy đợi sau khi trọng xuống nước và trở lại thì sẽ nêu cái cảm nhận cho mọi người. Và cũng như là cảm nhận thực nhất để cho mọi người mới muốn có cái dịp mà mọi người trải nghiệm. Chị chuyển sang trái luôn ạ. Rồi mình buông tay ra luôn giúp em nhé. Bây giờ thì chính thức là trọng xuống nước rồi đó mọi người. Mà vừa lúc vừa xuống á thì thật sự cái cảm giác nó hơi ù tai do cái áp của sức nước á. Lúc đầu cũng không quen nha, thật sự lúc đầu mình cũng cảm giác là nó hơi có cái gì đó nó ngộ ngộ một chút xíu. Nhưng sau đó khoảng 30 giây thôi là chồng thích ứng được liền. Chắc tại vì chồng cũng là người con của miền Tây sông nước, cũng bơi giỏi lắm, cũng lặn giỏi, nên là vừa xuống nước là mình cũng có thể là tiếp nhận được ngay cái sự thay đổi.
đẹp. Chồng không nghĩ là ở dưới đáy biển nó đẹp như thế này. Trên phim ảnh hay là trên những cái video khám phá thì thật ra là mình thấy rồi, nhưng mình không nghĩ là chính mắt mình lại được thấy ở dưới đáy biển nó đẹp như vậy. Những con cá này nó rất là đẹp luôn, và chắc nó cũng được cho ăn hàng ngày á, nên là nó rất là thân thiện, nó không có sợ gì hết trơn á. Chồng cũng không nghĩ là cái máy camera mà nó quay ở trong nước mà về mình nghe được những cái tiếng âm thanh nó, cái bọt khí nó lên bụt, nghe nó vô cái tai ghê á. Một cái điều thú vị nữa là khi mà mình xuống dưới cái đáy biển này nè, nó sâu vài mét, chắc cũng 4-5 mét đó, thì do trời nắng á, cái mình nhìn ngược lên trên, thì mình cũng sẽ thấy cái mặt biển nó lấp lánh ánh nắng mặt trời rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không, đàn cá nó bù lại đó, trông sợ được luôn, trông sợ được. Có những con nó cắn cái tay mình nghe nhột nhột ngứa ngứa, nó đã lắm. Trong khi mình xuống đây thì mình phải làm những cái hành động liên tục để cho mình báo với cái những cái người mà dẫn mình lặn á rằng là mình có ổn hay không. Nên là mọi người thấy trọng sẽ thường xuyên là ra cái dấu hiệu cho những cái người hướng dẫn cho mình lặn á là mình ổn. Đây nè, mọi người thấy đẹp chưa? Đó, mấy cái này là con sống thiệt không á nha, san hô đó. Khi mà mình sợ tay lên á, nó bám mình á, như là cái con bạch tuộc nhá. Mới đầu á, lần đầu tiên trọng dám đảm bảo luôn, quý vị sợ lên cái này quý vị sẽ rất là sợ. Là tại vì mình sợ lên cái nó hít mình, giống y chang cái giòi con bạch tuộc nó hút mình luôn. Tất nhiên là nó nhẹ hơn, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà mình sợ 2-3 lần á, mình cảm nhận được cái độ mềm trơn của nó là mình rất là thích. Màu đẹp, màu xanh mà đó nó tự nhiên ghê luôn. Quá trời cái đàn cá nhìn nó đã. Thiệt sự là đại dương nó quá đẹp, mà cái nước đó nó xanh trong mà. Những bụi san hô thì mọi người thấy 3-4 màu luôn. Tôi về trọng thì cái lúc này là xuống được cũng vài phút rồi, 5-7 phút gì rồi, thì bắt đầu trọng cảm giác mình rất là bình thường rồi. Nó không có còn có một cái gì hơi lo âu hay là gì nữa, mà tất cả nó đều chuyển qua một cái cảm giác là rất là thích thú, muốn khám phá. Tất nhiên là mình xuống đây nè, mình cái vé của mình nó có giới hạn, ví dụ như 10 phút, 15 phút, 20 phút. Chứ thật ra là trọng quá thích, trọng khám phá càng lâu càng tốt, tại vì nó thích lắm. Mình chứng kiến nhìn những đàn cá nó bơi rồi tự nhiên nó túa lên mình, như mọi người thấy không, nó đẹp dữ lắm luôn quý vị. Quá trời đã luôn. Lúc này là chồng bắt đầu khám phá, có những cái đoạn thì chồng cũng có sờ san hô rất là nhiều. Nhưng mà tại vì này camera này là không phải do chồng quay, mà do cái bên công ty họ quay cho chồng, nên là chồng cũng không có là chủ động được về cái thời gian cũng như là những cái khung hình chồng quay nữa. Khi mà về nhà xem lại dàn dựng rồi cũng như là lồng tiếng này cho mọi người thì chồng mới biết được lúc đó chồng làm cái gì. Bởi vì đợt đi Phú Quốc này chồng không có cái ý định quay những cái clip như này nữa. Đây là một cái sự vô tình thôi, một cái sự vô tình thấy nó hay quá, nó đẹp quá, nên là chồng muốn chia sẻ đến một số quý vị mà chưa biết cái dịch vụ này, để cho mọi người ở nhà mà mọi người cũng cảm nhận được. Chứ chồng không có đem cái máy quay trong nước của chồng theo, nên là chồng không có quay quá nhiều, chỉ có là 4-5 phút để gửi đến mọi người thôi. Thôi bây giờ thì chồng mời mọi người cùng lên bờ để nói chuyện tiếp nha. Kính thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi thì chồng cũng đã trải nghiệm một cái dịch vụ gọi là lặn biển để ngắm san hô. Chồng xin chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái
hơn 15 phút trọng được trải nghiệm lặn ở dưới đáy biển. Với trọng đây là một cái cảm giác phải nói là tuyệt vời. Trọng đã được lặn xuống dưới đó và được nhìn thấy cá, mà cá ở đâu nó nhiều thiệt mọi người. Trọng đã cảm nhận mình chạm vào những con cá, rồi khi cho nó ăn thì nó ghĩa ghĩa cái tay mình, cảm giác cực kỳ thú vị luôn. Còn về cái gì san hô á, thì trọng cũng đã tận tay sờ được những cái bụi san hô sống ở dưới, có những cái thì nó cứng cứng, mọi người cứ cảm nhận là nó vừa động vật nó vừa thực vật á. Thì có những con á mình chạm vô cái nó dính cái tay mình, giống như con bạch tuộc. Cái cũng hơi lúc đầu thì mình hơi ớn ớn tại vì mình đụng vô cái nó hít nó bám bám, nhưng mà lúc sau thì nó lại hoàn toàn là mình thấy nó sướng, nó mềm. Cũng có những cái bụi san hô nó cứng rất là cứng như đá vậy đó. Nói chung là đây là một cái cảm nhận mà trọng rất là thú vị luôn. Còn về cái chuyện mà mình lặn xuống dưới á thì yên tâm, ở đây trọng nghĩ là trò chơi này dành cho em, các bạn nhỏ cũng được, rồi các anh các cô các chú lớn tuổi cũng được, tại vì xuống dưới là được 100% cái khoảng thời gian mình tham quan ở dưới đáy biển thì có nhân viên hỗ trợ mình một cách là 100%, rất là nhiệt tình luôn, cầm tay mình cho mình sờ xuống những con cá, rồi cho những sờ san hô, trọng cảm giác là rất là an toàn. Rồi vừa xuống thì chỉ có cái không khí nó giống như cái áp suất nó thay đổi, nó hơi bùng cái tay mình một chút xíu, giống như hồi nãy cái lời của cái anh hướng dẫn viên. Nhưng mà sau đó thì mọi thứ là trở lại bình thường, chỉ cần sau 2-3 phút thôi là mình quen, mình thấy mình thở bình thường, nó không có một cái giọt nước nào, hay cái này không có một cái giọt nước nào mà vô mũi mình hay vô tới đây hết. Tất cả đều là một cái sự trải nghiệm. Nếu mà thật sự một lần sau nữa mà trọng có đến Phú Quốc thì chắc chắn rằng là trọng cũng sẽ trải nghiệm cái dịch vụ này một lần nữa. Hôm nay thì nó một điều đáng tiếc là trọng không nghĩ là mình đi ra Phú Quốc mình có cái dịp mình trải nghiệm dịch vụ này, nên là trọng không mang theo cái con máy Google chống nước của trọng, mà trọng cũng không có tự tin là đem cái điện thoại xuống quay. Nhưng mà trọng cũng có con Google chống nước, nếu mà lần sau đi như thế này là trọng sẽ mang cái con máy quay phim chống nước của trọng theo thì sẽ quay. Hôm nay thì trọng cũng chỉ nhờ các cái canh thợ lặn, các cái người hướng dẫn viên du lịch họ quay giùm cho trọng được những cái khoảnh khắc đó thôi, chứ mình chưa có được tận tay mình cầm cái máy quay phim mà mình trải nghiệm, tại vì mình không có mang máy. Thật sự với mọi người thì đây là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Trọng nghĩ rằng nếu như mà quý vị khán giả, bà con cô bác xem cái kênh của trọng nè, xem được cái video này mà có cái dịp một lần nào đó mình đến với Phú Quốc thì trọng nghĩ là mọi người nên trải nghiệm một lần mình xuống đáy biển, mình nhìn đi, nó đẹp lắm mọi người ơi, nó đẹp lắm mà nó ảo diệu lắm, nó đã lắm. Nói chung là cái chi phí để mình bỏ ra cho mình xuống dưới một cái trải nghiệm ở dưới đáy biển như vậy, mình chứng kiến cái cảnh cá tôm, nó xin lỗi, có tôm cá rồi san hô này, trọng cảm giác là rất là tuyệt vời. Đây là một cái trải nghiệm thực sự của trọng luôn. Lúc đầu thì cũng lo, nhưng mà bây giờ thì trọng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mà quá là ok luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều.